vì cô thứ hai á mới thấy bên đây đăng nè. Bên nhà cũng nhờ bên đây nè. Không nhờ bên đây là tôi không có gặp đâu. Có nghĩa là cha điện về là đã xác nhận là chị là đúng không? Dạ. Đúng tên tuổi rồi cha ngài. Đúng tên tuổi là giờ là chuẩn bị đi thăm cha. Dạ. Đi gặp cha ha. Dạ có ai cho xin ít giới. Thôi bây giờ kêu cha về đi, khỏi đi. Không có chỗ. Ổng ơi, ổng đi làm hộ. Thế là bây giờ chị dự tính là khi nào chị đi? Bây giờ đi nè. Bây giờ đi luôn. Lấy tài xe gì không? Có bằng lái gì chưa? Có xe hết trơn rồi. Có mang cái này chi mà không có chồng. Bằng lái xe chưa mà đi công an không à? Để ngày mai đi đi. Ngày mai đi, cái này trễ rồi đó. Giờ xuống nó không kịp đó chị, sợ trễ lắm. Sáng em đi sớm, sáng em đi sớm. Đi có mấy anh chị đi chung nè. Đi có tụi em đi chung. Đi luôn hả? Đúng rồi, đi chung mai đi, đi chung, mai đi thì em đi chung luôn. Đường ghé quay giờ khuya rồi, giờ chị nhớ mặt mấy người này này ngày mai ta hỗ trợ cho chị đi. Đúng rồi. Điện đi. Điện đi. Đi. Đứng đây điện luôn đi. Đứng đây điện luôn đi. Bây giờ mình tình. Cô bác anh chị ơi, tại thì chị Nhi đã nhận được cha đó nha. Chị mừng không? Mừng ha. Đây nè. Thất lạc đó giờ bây giờ gặp nhau nè, giờ gặp rồi. Rồi điện cha đi chị. Đây có mấy anh em này nữa là hỗ trợ nhiều lắm á. Đúng rồi, nói ngày mai tụi con lên, nói gì đó, tụi em đi luôn. Rồi tính là mặc đồ đùi gì mình chạy xe máy đi luôn á hả? Anh Kiều mình có bằng không? Có bằng lái xe không? Trời ơi, bây giờ con đi lên chợ trễ lắm, ngày mai con đi, đây có mấy anh mấy chị đi theo nữa. Dạ. Bằng lo lên chị. Dạ. Đã lo lên đi chị. Đã rồi. Mấy người nhỏ. Chị quay lại, quay ba chị lại. Phải ba chị không? Cha nói gì? Cha đang ở nhà quan hả? Ở nhà quan luôn. Cha ở nhà quan luôn hả? Trời ơi là trời. Alo. Rước cha xuống đây luôn đi. Alo. Chị ở nhà quan luôn rồi. Gì đó chạy về đi. Sao ông ở nhà quan vậy? Trình nói giống bán gì ta. Là công trình bị tai nạn gì đó vậy? Hết việc. Hết công việc làm á là thất nghiệp á. Đói rồi trả lời. Dạ đi đi. Đi hả? Có tiền đi không? Không có tiền cũng đi đó. Chưa nghe cha ở nhà quan. Đi luôn. Từ từ đi chị. Bình tĩnh lại chứ để mai đi tụi em nữa nè. Với lại chị không biết đường xá đâu. Bây giờ em biết đường xá đâu. Cha cũng nhà quan luôn, con cũng nhà quan luôn. Bây giờ lên chảnh này rước cha tôi về đây hay gì? Lên chảnh rước mà đi bằng xe gì? Rồi rước về đây luôn. Rồi đâu có biết cha đang ở đâu đâu mà rước. Lại ở nhà quan hay chi không có địa chỉ? Đâu có địa chỉ đâu. Đói lắm không gán một đêm đi chứ bây giờ em đi giờ tới chỗ là khuya bây giờ là hết ngày rồi không được hết nhưng mà gán một đêm chứ bây giờ em đi tới chỗ là khuya với lại em đâu có biết được với lại ngày mai mình đi xe kia đó có gì người đón nữa có mấy à em này đã nó có cha giờ nó em nó có cha cha gì vậy có xe có xe hả ý là em nói thuê xe 16 chỗ á hỏi mấy anh em này có đi chung không mình thuê đi chung có gì mình để sắp xếp ngày mai đi rồi anh em từ đó chị cái gì cũng phải từ từ chị đi đồng gấp quá rồi nhiều khi lên chở này không gặp cha chị nữa đó mà giờ chị lên chở chị đi chiếc này đâu chở không được có gì mấy em đi hỗ trợ tiếp em đâu chở về được đâu rồi đi này mình đi tới khuya cũng chưa tới luôn á ông chị gà ở con không ông chị gà ở con không đúng rồi đón cha về đây sống luôn đi dạ dạ triệu
Chà chiều đó chưa. Rồi chà chiều đó. Sao mình lên rước có hai vợ chồng đi xe máy sao rước được? Vậy chỉ mình đi một người thôi. Để mai rước. Có gì đi xe vợ một người. Ừ, để mai đi. Không có được. Mai đi tụi em luôn. Mai đi tụi em luôn. Đó. Vợ con ấy nó nghe đâu mà nói gì qua như nó thốc á. Bây giờ em chịu bỏ con ngày mai con đi chơi sớm nhớ về sớm rồi xuống cửa chồng. Bây giờ ở chị hiểu không? Dạ. Chị nghĩ chơi sớm trên bố mà. Đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng hả? Đường Phạm Hùng. Chơi sớm trên bố mà đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng. Mình hỏi quyện gì đó, mình lên quyện trước. Quyện gì ra cho? Quyện gì? Bình Chánh hả? À, ủa vậy là ở thành phố rồi. Thành phố hả? Vậy đâu phải ở. À, vậy là ông ở thành phố mà đâu phải Đồng Nai đâu. Thì chú với cha con ở đây nè. Lấy người này nói chuyện không phải cha của gì hả? Chú nữa. Chú nữa. Alo. Đưa cho ông Phường nói chuyện coi. Ờ là ông có ông chú hả? Vậy không phải hả? Chú bỏ đây hả? Thôi dịch đi đâu. Nói nghe nè, em nói vợ sắp xếp từ từ đi, bây giờ đi cũng không kịp. Với ngày mai có gì anh chị ở đây ta hỗ trợ tiếp. Ngày mai đi chứ dịch lên. Đúng rồi. Đi mới quá trời em biết. Không, anh có bằng lái xe không? Vừa không có bằng lái xe đâu. Đúng rồi, không có bằng lên trên đó không có được đâu. Bây giờ hai chồng đi trong trên là không biết đường đi rồi không có bằng. Ở Sài Gòn hả? Quận 8. Rồi đường Phạm Hùng là quận 8. Rồi. Đúng rồi, Phạm Hùng quận 8. Vậy là đường Phạm Hùng với quận 8 phải không? Vậy là cha đang trên đường về. Dạ đang trên đường về với chị rồi, không thôi kêu cha về Đồng Tháp đi. Rồi. Kêu cha về Đồng Tháp đi. Kêu cha lên xe đò đi. Kêu cha về Đồng Tháp đi chị. Là cha đang từ trên Sài Gòn về chị á. Alo. Nói cha nè. Ơi. Cha giờ cha đi thẳng về Đồng Tháp luôn đi. Đi Hồng Ngự á. Cha đi thẳng về Đồng Tháp thành phố Hồng Ngự đi. Rồi điện con cái chỗ nào đó con điện con rước cha. Sao chưa hỏi lại coi. Bây giờ sao không đưa cho ổng nói chuyện mà đưa cho ổng nói chuyện hoài vậy? Rồi cha đi không đi thẳng về Đồng Tháp đi, rồi như tiền xe con trả cho. Đúng rồi. Đồng Tháp ở Hồng Ngự. Về bến xe Hồng Ngự. Về tới bến xe Hồng Ngự á, ờ đi về nói với người ta tới xuống tới bến xe Hồng Ngự đi. Trời ơi là trời. Kêu á là đi Đồng Tháp đi xuống với bến xe Hồng Ngự. Rồi xong rồi á là điện cho con xuống rồi trả tiền xe cho. Hiểu chứ? Mi muốn. Rồi. Hỏi giờ cha đi chưa? Giờ cha đi chưa? Cha lớn chưa? Cho đó đó. Hỏi cha đi chừng nào cha đi. Rồi vậy cho ổng về đây đi. Cho dễ không? Vậy, ổng về đó. Chứ mình chạy xe máy lên cũng không rước được về đâu. Ờ ổng về. Hai người đi sao chở được. Ổng đi xe rồi đó. Về. Ổng về. Ổng về, ổng đi xe đò về anh. Ổng đi về đó. Chị với cha chị thất lạc mấy năm rồi chị gì? Giờ mấy anh không cho em đi lấy cá nha. 10 năm chưa chị? 10 năm chưa? Đi lấy cá nào ơi. Khoan cha về nghỉ bữa đi anh. Chị với cha bữa đi. 10 năm chưa chị? Thất lạc bao nhiêu năm rồi? Ừ, bữa sau mình bán. Cái bữa sau mình lấy năm 2017 thì mới có mấy năm nay à? Năm rồi, ông đang về năm nào? 6 năm. Một năm lại. Năm nay. Chứ còn hả? Nói chung ra tôi bị tai nạn. Cũng lâu chứ. Rồi tôi tỉnh vậy tôi cũng không có biết ai luôn. Rồi vậy về bên nhà đợi cha về đi. Rồi về bạn nghỉ chút chiều chiều gọi điện ổng hỏi ổng tới đâu rồi. Đừng buồn nữa nghe. Biết tin cha vậy là vui rồi. Đi chợ đi.
ghé mua gì đi tranh thủ để dành làm đi tranh thủ đi chị. Có trứng thịt kho rồi. Ừ. Có gà hấp đây nữa. Ừ. Có gà nữa. Đủ món đãi cha rồi. Nhà thì gà nhóc chứ mà. Đúng rồi, hai ngự chú. Thì uống nước vào không? Khát nước không? Uống gì không? Uống nước không? Uống nước vừa không? Mẹ đi. Vừa cho mát. Vừa chút đi hả đi. Trời ơi, mai mốt nhà chị là có thêm thành viên mới nữa. Hai thành viên mới luôn. Vui không chị? Hai luôn à. Hai thành viên luôn. Sao lại là hai? Chú nữa. Chú nữa. Chú nó về. Thêm một chú nữa. Thấy cái mồi này giống hệt rượu ghiền á. Ồ, ghiền hả? Thấy cái mồi nó nhựa nhựa này nè. Chú có cho chú gì ở trong nhà đó không? Chú về có cho ở không? Biết chú đào. Chú ăn binh ở đâu? Vì nó ba chị về cho ở trên lầu hay gì? lên lầu ở sân thượng nhà mấy tỷ bạc cái gì chuyện gì á cũng phải từ từ. Đúng chứ mà rồi. Chị làm xong lên đâu có giải hết được gì đâu, đâu giải quyết được gì, cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh nghe không. Thôi bây giờ vô đây uống nước đi cho khỏe đi. Nhiều khi đang chạy giữa đường công an nó bắt đầu bắt đầu vô đây ngồi đi luôn xe rồi lúc đó rồi không có bằng lái không giấy tờ hết trơn. Đây là mơ công an thổi bắt xe nữa. Rồi hai cho đi bộ vậy luôn. Cầm kiếm về về không? Giờ cầm kiếm về. Cầm kiếm đi về kìa. Chạy. Về đó. Về đó.